Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện tại cả ba vùng miền của nước ta đều đang chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Bộ. Vì thế mà từ Nam trở ra Bắc, nhiều nơi đều có mưa rào và dông. Cụ thể, tại các tỉnh miền Bắc, trong đêm nay và ngày mai, vùng mưa tập trung ở các tỉnh Nam Sơn La, Hòa Bình, khu vực phía đông của Bắc Bộ. Cục bộ có nơi có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm trong vòng 24 giờ, có nơi còn trên 70mm. Các tỉnh vùng núi ít chịu tác động hơn nên mưa ít hơn, ngày trời nắng. Do có sự khác biệt về thời tiết giữa các vùng nên nhiệt độ cũng có sự phân hóa. Khu vực đồng bằng và trung du thì nhiệt độ dao động từ 31 cho đến 34 độ. Còn các tỉnh vùng núi phía Bắc có nắng nhiều hơn nên nhiệt độ cao hơn, có nơi còn đạt ngưỡng là 35 độ. Dự báo từ ngày 16 tháng 7 trở đi, Bắc Bộ giảm mưa, trời có nắng nhiều hơn và nhiệt độ tăng dần. Đối với khu vực Trung Bộ, trong 3 ngày tới, mưa vẫn tiếp diễn với lượng mưa phân bổ như sau. Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ thì lượng mưa là từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm trong vòng 24 giờ. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ cục bộ có mưa to, tập trung nhiều trong khoảng từ chiều đến đêm, với lượng mưa là từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm trong vòng 24 giờ. Với khu vực phía Nam, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm nay thì mưa vẫn xảy ra nhiều, có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến là từ 20 đến 40mm, có nơi trên 80mm. Dự báo từ ngày 15 tháng 7 trở đi thì mưa sẽ giảm dần, chủ yếu xuất hiện vào thời điểm chiều tối, nhưng cục bộ vẫn có những điểm mưa vừa, mưa to và dông. Trên biển, trong đêm nay và ngày mai ở khu vực biển phía Nam trải dài từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau đến Kiên Giang, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 cho đến 5 mét. Ngoài ra thì mưa rào và dông mạnh vẫn tiếp diễn trên các vùng biển này. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong 3 ngày tới. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.